Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Đấy. Ngay bây giờ tôi sẽ đi vào một cái trang trại chuyên nuôi trâu vỗ béo các bạn nhé. Chuyên nuôi trâu vỗ béo nhé. Đấy, ở đây bác chủ trâu nuôi một đàn trâu rất là đặc biệt. Mà nó đặc biệt như thế nào thì các bạn hãy theo chân tôi đi vào bên trong xem. Đây các bạn ơi, đàn trâu tôi vừa nói ở ngay trước mặt đây. Ôi rồi ôi, to thế, to khủng khiếp luôn các bạn ơi. Đây, đây là một em và một cháu, đấy. Cháu Lương và em Tường nhỉ? À em Bằng, con trai của ông chủ nuôi trâu. Bạn đi xem một cái nói chuyện tí. Vâng. Đúng chuẩn siêu to khổng lồ luôn. Ôi, to thế. Khiếp. Tất cả bao nhiêu con à Bằng? Em có 13 con này ạ. 13 con. Mình mua cùng đợt với nhau à? Là không, đàn lấy trước đàn lấy sau thôi. À. Đây, những con trâu rất là độc đáo, rất là kỳ lạ. Đấy, đang có mặt ngay trước mặt chúng ta đây, Đấy. Đây. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Chỉnh siêu to khổng lồ đấy. Wow, quay bộ sừng của nó, bộ sừng nó khủng khiếp không? Con này mới nuôi được hơn 1 tháng. Con này hơn 1 tháng. Vâng. Toàn trâu đực đấy, toàn đực đấy. Nó cứ ngang nhỉ, cái bộ sừng rất là ngang, chiếm diện tích rất là, chiếm cái bìa rộng rất là nhiều đấy, trâu này. Cơ thể có thể đi bình thường nhưng mà nếu mà vướng bộ sừng thì không xoay không thể đi được nhỉ. Ôi giời ơi. Tôi lướt vào bên trong một tí, vừa nói chuyện với mọi người. Bằng. Chắc con này là bộ sừng dài nhất Bằng nhỉ? Dạ không, con kia đây ạ. À con nào? À con tiếp trong kia? Vâng. À quay lướt qua đã các bạn ơi. Đây này. Đấy, tất cả là 13 con nhỉ. Đấy. Đây. Đây. Sừng có đặc điểm là nhọn hoắt nhỉ. Nhọn nhỉ, trông rất là nhọn và nó có độ rộng rất là rộng, nó ngang, vừa ngang ở ngang ra mà nó rộng thưa. Bên này ở đây con này có bộ cái sừng hơi xoáy đây này, hơi vặn đi một chút nhá. Đây này, nhìn ngang này, nhọn lắm các bạn ơi, sừng của nó nhọn, đây là nhọn hiền không là Tường ơi? Chờ các bạn ơi, nhọn không, rất là đặc biệt các bạn nha. Đây. Đây, đặc biệt là con này này các bạn ơi. Con này Tường mà con này là có bộ sừng nó dài nhất phải không? Rộng nhất, hơn mét nữa. Trước cái chị kia bảo là mét 6 mà, ông chủ trong nhà bảo mét 6 mà. Ôi rất là dài các bạn ơi. Khoảng cách từ sừng bên trái, đầu sừng bên trái đến đầu sừng bên phải là rộng tầm mét 6 các bạn nhé. Đấy, rất là dài luôn. Mà trong già nhỉ. Trong cái sừng nó rất là nhiều cái nấc đây này. Nó như là một nấc là 1 năm hay sao ấy nhỉ? Như kiểu biết phải không? Này, như kiểu là thân gỗ ấy. Loại này loại khác. Loại khác nhỉ. Ôi giời, rất là dài các bạn ạ. Ôi giời ơi. Tường nhỉ, Tường hay Bằng nhỉ, cũng nhờ ở Bằng cái đàn bên này mua trước à? À không, đàn mua sau anh ạ. À mua sau. Bên này mua trước. À bên trái mua trước. Con này cũng dài. Hình như tất cả các con ở đây đều cùng một loại giống, gần như là giống nhau ấy nhỉ. Giống nhau hết mà. Sừng các thứ giống nhau. Chỗ họ chắc là cô mua cùng một chỗ ấy. Đúng rồi. À mình mua ở đâu ở cái này đấy? Cái này mình của họ lấy lên cho, họ nhập cho mình. Công ty phải không? Mình mua với công ty. Chắc công ty nhập từ nước ngoài về nhỉ? Đấy, bán cho mình nuôi xong lại bán lại cho công ty vào. Nghe thông tin là như thế. Đặc biệt thế. Toàn châu đực thôi. À, châu đực á? Toàn châu đực hết mà. Thiến thôi. À, châu đực nhưng mà thiến rồi phải không? Thiến hết rồi. À, tôi thử quay sát một tí các bạn này. Hai con này nhỏ hơn. Con này nhỏ hơn. Ôi giời ơi. 13 con. Có đàn trâu này tiền sướng nhỉ. Bố béo sướng. Xuất một phát thì sướng. Mình nuôi 23 con là thấy sướng lắm rồi. 13 con. Trời, trời ánh sáng quá. Như nhà bằng nuôi trâu, mình chuyên nuôi trâu này lâu chưa? Mới năm ngoái. À, mới bắt đầu. Tháng 6 năm ngoái mới đầu nuôi. À, mới bắt đầu đầu tư vào nuôi trâu. Vâng. Anh cũng thích lắm đấy. Thế nhiều này mình mua cỏ hay là mình trồng đủ cung cấp không? Mình trồng đủ cỏ cung cấp cho nó. À, đủ đấy. Vâng. Đủ bằng này con đấy. Mình tính toán hết đấy nhỉ? Tính toán những cái cỏ. Ừ, đúng rồi. Mình chủ yếu là chăn cỏ này thôi đúng không? Cỏ voi à? Hay mía này nhỉ? Cái này có cỏ voi, mía, ngọn mía. À. Mình có chăn cám gì không? Có. Mình có chăn cám với bã bia. À. À, cái bã của bia ấy gì? Bia, nhà máy bia hay là cái gì à? Vâng, bã của nhà máy bia. À, ở đây có nhà máy bia để họ bán cả cám đấy á? Không, cái này nhập ở dưới lên. À, vâng. Quay trong này một chút nữa đã. Đây các bạn. Ôi dồi ôi, to. To khủng khiếp luôn. Đây, các bạn này. Đấy. Bộ sừng nhọn hoắt này. Rộng, gọi là rất là rộng luôn. Rộng mênh mông luôn. Đấy, khoảng cách hai bộ sừng à. Toàn hơn mét thôi. Đấy. Như mấy con này sừng ngắn thì buộc 3 con rồi, còn 2 con kia thì chỉ 2 con. Khoảng cách mình tách ra rộng quá nhỉ. Nhưng mà sừng ngắn thì mình buộc sát nhau. Con này như con này sừng dài nhất đây, khoảng cách cho nó ở này một mình nó phải ở rộng ra này. Tiếp nhỉ. Giờ anh ạ. Hai chú. Bố của ấy á. Bố của Băng á. À. Đây, xin nhắc lại với các bạn, đây là con trâu có bộ sừng dài nhất, rộng nhất. Khoảng cách từ gọi là cái chỗ đỉnh sừng bên trái sang đến cái đỉnh sừng bên phải kia là 1m6 các bạn nhé. Đây. Ngay trước mặt màn hình của chúng tôi đây. Lấp gần đầy màn hình luôn. Ôi giời ơi. Mình cho nó ăn, tức là ăn thừa này, ăn thoải mái, ăn cả ngày luôn à Tướng, à Bằng? Cho cả ngày à. Yeah. Chú ơi, chú là bố của Bằng à? À đấy ạ. Rồi tí Bằng thì nói chứ. Chú ơi, đàn trâu đặc biệt quá chú ạ. Đàn trâu đặc biệt quá. Đẹp. Rất là đẹp. Nói chung thì hình như chú lớn lên thì chỉ thấy cái đàn này là châu to và châu sừng dài đấy. Vâng. Chưa thấy coi à. Bạn ơi, nếu mà mình dắt một con ra để anh chụp ảnh một kiểu được không nhỉ? Con dài nhất này ấy. Dắt ra ngoài này chắc được rồi. Ừ, dắt cho anh chụp một kiểu ảnh với. Chụp lấy cái ảnh để cái bộ xương nó dài, chụp kiểu ảnh là biển nó đẹp ấy. Vâng, nó có vướng con khác không? Nếu vướng khó thì thôi, nhưng mà được nhỉ? Đắt con ngoài kia. Con sừng dài đấy, đặc biệt này. Tôi ra chỗ rộng xong lấy kiểu ảnh. Ảnh nó quá đẹp vâng. Nói thăm của nó. To nhỉ. To cao. Có một số bạn xem chắc không nghĩ đây là trâu đực luôn đấy. Đúng rồi. Nhìn không phân biệt được luôn. Sừng nó đôi lúc nó hơi mòn hay là nó bị thế nào ấy. Đây. bị người yêu cắm sừng nặng. Sừng dài quá. Dài quá rồi. Kia là cổ lên xí chứ. Rồi. Cái này thằng cuối này. À. Xem nhất ông này với ông kia. Ừ, hai con kia là đẹp, con kia quá là đẹp. Thằng này trông nó quái. To. Kia đẹp. Vâng. Con này sừng nó bị mòn nhiều nhỉ? À, quá già. Vâng, quá già phải không ạ? Quá già. À, vâng. Nó bấm cái lỗ tai này là đo nhiệt độ hay là thế nào nhỉ? Này của công ty họ bấm số. À, bấm số. Họ quản lý cái đấy đấy nhỉ? Có thể thân nhiệt họ quản lý biết đấy. Cái này họ bấm số để phòng bán thôi. À, là thế thôi. Kiểu đánh dấu ấy. Con này 750 đấy. Bao nhiêu ạ? 750 ạ? À, 750 cân này. À, 750 cân gọi là cân hiện tại bây giờ. Vâng, hiện tại ấy. À. Cân hơi ấy. Cứ nghe 750 triệu. 750 giật mình. Đặc biệt quá là con này chắc 750 cân đấy. À. To nhất là chú. Không về nguyên tính con này rồi. Con khác chưa được cân nhưng mỗi con này. Nên tính con này không ấy. À. Còn bên này thì con này thì, lúc lấy về gầy nhất là xương không 700 cân. À, con này 700 cân ạ? À, lúc lấy về gầy nhất. À, mình ghi vào đây luôn rồi nhỉ? Vâng, có mình ghi số ở đây hết. Vâng. Này là lúc gầy nhất là 700 cân. Số ký hiệu đây. Chả biết bao nhiêu, bây giờ nuôi được có tháng. 4 tháng hả chú? Một tháng. À, 1 tháng. À, còn 3 tháng không biết nó lớn thế nào. Cái này chẳng cao tầm 1m6, hơn 1m6 à nhỉ? 1m65, 1m7 không? Này cao này. Tầm 1m7. 1m7 đấy nhỉ? Cao lắm. Đầu của chú 1m65 nó cao hơn. Nó cao hơn chú đấy. Hả? Wow, 1m7 các bạn ơi. Đấy, còn này thì gầy nhất thì nó đã 700 cân này. Gầy nhất là 700 cân rồi đấy. Wow. Tất cả là 13 con chú nhỉ? 13 con. Cái giống trông này là giống nhau hết. Sừng dài. Hơi gầy và đầu sừng thì nhọn hoắt. Oh, trời ơi. Wow. Con này là bé nhất cả đàn. À, con này ạ? À? 500 lúc gầy nhất là 546 cân đây này. Lúc mới nhập là 546 cân phải không ạ? Bé nhất. Dạ vâng. Đây ghi vào đây hết. Còn này có nhất gầy nhất là 700 cân. 700. Lúc mình mua là cân từng con một phải không? Cân từng con một. Dạ, cân từng con một. Gầy nhất 24 tiếng không được ăn không được uống. À, một ngày. Một ngày về họ trở lên đấy. 24 tiếng là không được ăn uống gì cả luôn. Ăn uống hết. À. Không thấy ỉa, không thấy đái với cân mà. À, vâng. À, họ lại làm kiểu đấy để mình đỡ phải thiệt, đúng không? Dân mình đỡ phải thiệt. Lấy nguyên thịt nguyên xương. Vâng. Thế mà mình lúc mới mua thì họ còn nói về nguồn gốc của trâu này ở đâu không hả chú? Trâu này thì bảo là Lào. À, lấy từ Lào sang. Và mình làm mô hình nuôi trâu này mình có phải vay không? Vốn ở đâu nhiều thế hả chú? Cái này là vốn từ có như là cơ bản thôi. À, vâng. Thế là giỏi quá. À. Rất là giỏi đấy. Nó từ có của mình là cơ bản. Còn vay bây giờ mình vay đâu ra được bằng này tiền ai cho mình để mà đúng rồi. Mua bằng này trâu. Vâng. Thế ngày trước mình tức là hình nghe nói cũng bảo là đầu tư ở đây đôi mấy tập nuôi trâu gần đây phải không ạ? 1-2 năm nay ạ. Đâu đây là lứa thứ 3 thôi. À, lứa thứ 3 rồi. À, lứa thứ 3. Hai lứa trước mình nuôi bao nhiêu con hả chú? Hai lứa trước thì một lứa thì 18 con mà trâu bé rồi, trâu di bé. À, 18 con ạ. À, vâng. 18 con. Vâng. Cháu còn nghe là chú ngày trước nuôi một con bò rất là to phải không? Vâng, con bò hơn 800 cân. Con bò 800 cân á? Vâng. Đợt đấy chuyên nuôi một lứa bò hay là một con? 4 con thôi. 4 con bò. Vâng. Còn con to nhất là 800 cân. Vâng, HF. Ôi giời ơi. Khủng khiếp thế. 800 cân. Thế lúc bán được bao nhiêu tiền? Con đấy tính lúc bán ấy. Còn đấy là bán theo đàn. À, bán theo đàn. À, bán theo đàn không tính riêng đâu phải không ạ? À, và lứa. Vâng. Lúc mình mua thì bao nhiêu tiền một cân hả chú? Trâu đây. Trâu này 700. 700.000 700.000 một yến. Một yến. Tức là cân 70.000 ạ. Cân 700. Cân 700. Cân 700.000. Mình không tính toán trâu, giá trâu nhỏ mà. Một tấn này 70 triệu mà. Một tấn là 70 triệu. Cân 700.000. 700.000 một cân. Wow. Cân 70.000. Cân 70.000 thôi chứ. Nói một yến là 700 mà đúng không? Yến 700. Xin nhắc lại với các bạn, cân 70.000 các bạn ạ. Cân 70.000, 10 cân 700, 100 cân 7 triệu, đúng rồi, cân 70.000 thôi. 70.000 một cân. Ôi rồi, nếu con này lấy ra ngoài được thì chụp ảnh hay quá, nhưng mà không lấy ra ngoài được thì thôi. Con này sừng đẹp nhất đấy. Duy thường từ ngón bên này sang ngón bên kia 1m6. 1m6. Vâng, từ đầu sừng bên này sang đầu sừng bên kia ấy. Cái ngón này chọn nhọn nhất đấy. Vâng. Đây là con trâu có bộ sừng dài nhất các bạn nhé, và đặc biệt nhất. Đấy. Bạn Bằng đang đưa trâu ra ngoài để gọi là quan sát. Đẹp nhất luôn. Đẹp nhất. Đấy là được nhỉ. Được có ló luôn đấy. Wow. Đây, bộ sừng rất là dài. Cháu cầm. Các bạn ơi, như vậy là tôi vừa đưa các bạn đi thăm một trang trại nuôi trâu. Đấy, ở đây có những con trâu rất là độc, rất là lạ. Đặc biệt là về bộ sừng rất là dài, cong và nhọn hoắt. Và những con trâu ở đây rất là cao, rất là to. Nói chung là 7-8 tạ là bình thường. Đấy, các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.